tao không có đi đâu, tao ở vòng vòng nhà này tao báo hoài luôn, báo chừng nào mà hết cái kiếp của tao thôi đó. Tại vì tao chích quan đuôi cái dừa đó ha, quặt nẻo cái đầu như ông thầy đó, sợ quá bỏ đi về luôn. Hello, chào cả nhà nha, ngoại chào các cháu. Ngoại trễ kể câu chuyện này nè, cũng lâu rồi. Bà chị dâu bà kể lại cho ngoại nghe thôi, là ở dưới Bến Tre phải không, mà bà ngoại quên hỏi là xã ấp nào, mà bà chị mới nói là cái hồi mà giải phóng mới vô đó thì coi như là mấy cái trại mà bị phong đơn với tâm thần rồi đó, là lúc đó còn sôi đậu cho nên ta cho về hết luôn, con hiểu không, ta thả về hết. Thì coi như là cái nhà này á sắp sửa làm, mà hồi xưa đâu phải là gọi là đám cưới đâu tụi bay, là tuyên hôn. Cái mấy cái năm hồi đó là chưa còn giống như tài chính, chưa có thoải mái, không biết không, làm cái lễ tuyên hôn thôi đó. Thì anh trai của cái người này nè làm lễ tuyên hôn, là cưới qua cô chị dâu của chị dâu về, thì coi như là cái chú em chồng này á vừa bị phong đơn mà vừa bị tâm thần nữa đó, mà tâm thần cũng nhẹ con biết không đó. Cho nên cái giống như là cái bà chị dâu này bà cũng bà sợ bà dè dặt đó con biết không, mà vô tình cái thằng em chồng này nó nghĩ là chắc có lẽ là cái cô chị dâu này đó là kiểu như kỳ thị, là gớm ghiếc gì là chú gì đó. Nhưng mà con biết sao, tại vì gia đình của cổ kể lại là mày coi chừng nó bị tâm thần, khi nó lên bất tử phải không, rồi không có ấy được, cho nên á để cái em con, cái người em chồng này là ghìm ở trong bụng giờ không có nói. Cái bữa nọ con biết sao, bà chị dâu đang quét nhà thì chú đi đâu chú về không biết nữa đó, bà mới thấy vậy, cái cô chị dâu này mới dừng chổi là không có quét, mới đứng rồi chú ba đi đâu mới về vậy? Không nói gì, không rằng vậy, điện chiếc xe đạp đi vô cái hỏi nhà có gì ăn cơm không chị hai. Thì bà chị dâu cũng trả lời là có đồ ăn ở dưới, là cơm chị cũng mới gì nấu chín vậy đó. Thì xuống dinh nguyên cái nồi cơm xuống ngồi ăn, ăn xong xuôi cái bưng nồi cơm thảy lên đậy lại đi. Rồi bà chị dâu này mới về mới nói kể lại cho chồng nghe, nói là chú vậy đó, rồi coi chừng có phải là chú bị bệnh lại không à. Cho nên anh chồng này anh mới nói là không có bệnh đâu, nó tỉnh táo rồi, mà với lại hàng tháng lại lãnh thuốc kìa cho nó uống, mà biết không, là cũng không có đến nỗi nào đó. Thì về bà chị dâu này, bà chị mới sợ quá, bà mới xin về bên bà già của cô đó ở, thì cũng gần trong một cái xã đó con biết không, nhưng mà nó gần trong xã chứ cách nhau cũng gần mấy chục cây số đó. Bây giờ để chơi cái bên cổ mới nói là coi chừng nó, nếu mà con cảm thấy không được á thì thôi, nó nói với chồng mày á cho con về đây ở đi, rồi chừng nào mà cái thằng này mà nó có đi vô trong, giống nó nói nôm na là đi vô trại đi, thấy không, cái vô trại bệnh tâm thần á, thì con sẽ về. Để nếu mà con không dám nói thì để má xuống má nói với anh chị xui á. Cái con nhỏ này mới nói thôi đừng nói má nói gì kỳ lắm, má nói gì cũng khác nào, bây giờ chồng con nghĩ là chắc con về cũng nói gì đó. Cho nên nó bữa đó ha, chiều á cô chị dâu này nè con biết không, đang ngồi ở ngoài cầu nước, giống như cái sàn nước mình mà cái cầu nước xuống vậy nè, cầu bến đó, ngồi gội đầu đó. Thì nó đang ngồi gội đầu á, con biết tóc dài mà nó phủ xuống gội đầu đâu có để ý đâu. Ông nội này đi về thấy à, đang ngồi gội đầu nè, nó chơi hả, nó cầm cái lưỡi lề mát nó ra nó vớt một cái đầu muốn gần lề ra luôn, con biết lộn dưới sông luôn, lọt mẹ nó dưới sông luôn, chết luôn đó, đâu có ai hay biết gì. Chồng cũng không có nhà mà không có ai ở nhà hết trơn, khi chồng chiều chồng về đi kiếm vợ không thấy đâu hết trơn. Cái hỏi má nó nói đâu rồi sao á,
nhà cũng như nhà ba gian, nhà dài á, không biết không, vợ mày đâu rồi sao ấy chứ đâu, thì tưởng là nó là dâu rồi đó, tối ngày nó lúi húi rồi sao làm chuyện này nọ. Thằng em chồng nó làm sao biết không, tao mới chặt đầu nó rồi, nó lọt ở dưới ao á, mày ra mày kiếm nó đi. Thì thằng thằng chồng nó, trời ơi, nó la vậy cái nó chạy ra, nó chạy ra thì nó nhảy xong nó quơ đụng vợ, nó lôi vợ lên là cái đầu muốn lìa luôn rồi, nó còn mới chết queo rồi. Rồi bắt đầu thằng thằng anh của nó mới rượt nó, rượt nó là tính rượt chém nó, không biết không, rượt nó chạy thì người ta can ra, ta can ra thì bên vợ nó đổ xuống đã nói là nói mà nó không chịu nghe, để giờ này nó chết này nọ vậy, giờ con biết thì coi như cũng đem về chôn cất này nọ, mà hên là nhỏ này ở cái này chưa có con biết không. Rồi chừng mà chôn cất nó rồi bắt đầu 21 ngày con biết nó về nó quậy quậy cái nhà đó, thí dụ mà má chồng nó với ba chồng nó ở trước gì là ở sau nó quậy ở sau, nó làm nồi niêu ầm ầm đùng đùng giống như người ở ngoài sau mà dọn dẹp làm chuyện vậy đó. Thì bả xuống rồi bả không thấy ai hết trơn, bả vừa cất lưng lên là bắt đầu dưới này nó quậy, nó còn biết nó chích quang mà nó quậy vậy đó con biết. Còn mưa râm râm người ta thấy nó đi ngờ ngờ một cái đầu ngặt nghẽo vậy nè đứa Vi, cái đầu ngặt nghẽo vậy nè, giống như mấy người mà không có xương sống vậy con biết không, đi ngặt ngà nghẽo mà tóc xõa vậy nè, đang gội đầu chết mà gội đầu nữa đó đó con biết. Người ta thấy như người ta nhìn ở lối xóm ở bên xung quanh vậy nè, ta nhìn thấy ta nói trời ơi, thấy đi rõ ràng luôn đó. Mà nói bà má chồng nó, bà chửi bà nói là nói để cho bà sợ trong nhà bà ở mà nói vậy này kia, chứ còn biết làm sao. 49 ngày nó vòng vòng trong nhà hoài, cái bữa đó bà nghe cái gì mà làm cái gì mà ầm 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 hoài. Bà xuống đó, bà đi nhẹ 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 bà xuống, bà thấy nó đang lục cơm, nó đang lục cơm là mà cái đầu nó ngặt nga nghẽo vậy nè đó, nó đang lục cơm nó ăn cái hả, bà la một cái quét luôn, bà sợ quá nè, bà la cái bà té xỉu nằm đó luôn. Thì chồng bà nè, con bà rồi có nhỏ em chồng nữa kêu bà hỏi má má bà làm gì má, thì bà nói bà kể là bà thấy nó rõ ràng luôn, nó bà thấy cái đầu nó quẹo có một bên mà đang lục cơm ăn đó. Giờ bây giờ bà nói giờ không lẽ bà bán nhà dưới quê ai mà mua, con biết đâu phải như bên trên mình thành phố mình đâu mà dễ mua nhà. Ở nói bà bán nhà bà đi chứ giờ bà sợ quá rồi đó. Rồi cái ở đó người ta mới nói thôi bây giờ bà cúng diệt vớt cho nó đi, tại vì nó lọt với sông nó chết rồi mà không cúng diệt vớt cho nó cho nên nó mới quậy. Cái con biết kêu ông thầy là trục cái hồn nó đó, cúng nó Đức Vi nó trên cây dừa đó, Vi nó ngồi trên cây dừa nó ngã cái đầu xuống nè, nó nói hả cúng diệt vớt tao hả, tao không có đi đâu, tao ở vòng vòng nhà này tao bảo hoài luôn, báo chừng nào mà hết cái kiếp của tao thôi đó, tại vì tao chích quan mà biết không đó. Tao nói ha, tao nói với thằng chồng tao nó cũng có nghe tao nữa cho nên bây giờ tao làm vậy. Thì ngoại kể lúc mà đang cúng diệt vớt phải không, rồi con biết hả đu cái dừa đó ha, hoặc nẻo cái đầu là ông thầy ra sợ quá bỏ đi về luôn, ổng non tay ấn hơn mà ổng bỏ, ông nói thôi này kêu người khác đi chứ ổng không cúng được đó. Rồi con biết bả qua bả nói với gia đình của bên vợ này nè, bả nói là cái chuyện này cũng ngoài ý muốn, bây giờ thằng này nó cũng đã đi tù rồi, nó khùng khùng người ta vẫn bắt nó đi tù của con, đánh nó thấy mẹ nó luôn đó, đó con biết. Quên nó hoài nói đây chửi vậy được không, có Đâu, sao đâu sao đâu rồi. đó con biết rồi bả năn nỉ bả nói thôi bây giờ chị biết ai chị kêu á, theo kêu hồn nó giùm đi, kêu hồn cũng diệt vớt cho con nó về nó mau siêu thoát đi, giờ cái chuyện này ngoài ý muốn đâu có muốn đâu. Bên bên người ta cũng nói gia tài người ta có 2 đứa con gái à, mà gả đi lấy chồng đứa là còn đứa thì nhỏ em nó còn đi học quá không biết đó, mà giờ vậy á thì giờ nó đã lỡ rồi người ta cũng đâu có muốn làm gì, tại vì đúng là 2 đứa tụi
nó thương nhau, nó ở nhau, nó cũng quen nhau mới cưới phải không? Nó cho nên nó hả, bả mới nói thì giờ bả đi kiếm thầy ở đâu, thì bên chồng của cô này là thì nói giờ coi như bả đi rước giùm tôi là ở đây người ta ta lo hết, không biết không? Không biết ban ngày vẫn thấy đi ngờ ngờ luôn, mà như nhà ở dưới quê á con, nhà dưới quê giống như cái hè của mình, xa hè mình vậy nè, để một vàng lưu nước vậy nè đó, thấy cổ hả, nước mưa đó múc bên đây đổ qua bên kia, múc cái lưu này đổ qua cái lưu kia vậy nè, mà cái đầu quẹo có một bên vậy đó, người ta thấy toàn là cái đầu quẹo không à, đó con biết. Ta sợ không biết, giết ai cũng nói, ta đồn người ta nói ở đó có con ma đầu quẹo, người ta sợ người ta kêu vậy, con biết. Rồi á, bà má vợ này bà mới nhờ cái cô đó đó, cô thầy đó đó, cũng như cổ đó giữ miễu với đồ, bà cũng thâm niên rồi không biết không, cổ nó xuống cổ cúng cổ gọi hồn cổ kêu của nó thôi, giờ về với cô, về với thầy đi, rồi á nghe kinh kệ đồ mà mau siêu thoát, bây giờ chết cũng còn trẻ quá, mới có 27 tuổi à, mà không còn cái gì hết á, mà bây giờ làm đó, thí dụ làm vậy người ta thấy người ta sợ quá, người ta chết rồi nặng cái nghiệp thêm nữa. Cổ nói bây giờ cổ không có ngại ai ngoài đường hết trơn, cổ phá trong nhà không à, đó cổ phá trong nhà không à, chứ cổ không phá ai ngoài đường hết trơn, mà nói là không cho thằng chồng có lấy vợ luôn, bắt buộc phải ở như vậy thờ cổ luôn suốt đời luôn, không được lấy vợ luôn. Tại vì sao? Tại cổ nói, lúc cổ nói với anh chồng là bây giờ cho cổ đi qua bên nhà má cổ ở đi, và anh này qua bên ở, mà anh này là anh cả trong gia đình, người ta con ở dưới quê người ta đâu có bỏ cha bỏ mẹ người ta, ta đi, con hiểu không? Hơn nữa hồi xưa người ta sợ nhất là đàn ông mà đi ở rể, người ta nói là bên vợ người ta khi dễ, con hiểu không? Người ta không muốn, cho nên người ta con người ta đâu có cho đi ở rể, mà bên này thì người ta muốn cho con người ta về đó, mà càng cưa riết thằng nhỏ này bị chết rồi, con biết để nó ở đó vòng cho tới qua 49 ngày đó, bà cô đó bà mới nói thôi bây giờ á ở 49 ngày được rồi, thôi con đi đi, con đi theo cô, đi theo thầy về am ở, rồi cô đó cầu siêu cho, chứ đừng có tạo nghiệp nặng lắm. Rồi cổ mới nói hả, cổ chết như vậy rồi bây giờ cổ chưa có nhập hồn về đâu chứ, tại chết quan con biết không, bây giờ cổ còn đang vất vơ dưỡng ở ngọn cây ngọn cỏ, không có được nhập hồn về đâu hết. Bây giờ thầy có rước về cổ cũng không về được, về nghe kinh ở đó thôi chứ còn không được đi đâu hết, nó giống như không được nhập quan vậy đó. Rồi con biết thời gian đó hả, quậy phá quá đi, không biết bà và chồng bảo có ý không mình không biết đó. Rồi nghe nó bị sét đánh đó con, sét đánh mà đánh hụt quá chứ không phải đánh trúng, như sét đánh sợ quá chạy, rồi 2-3 lần vậy sợ quá rồi cũng như là không có còn đi mà hả hiện hình hiện dạng nữa con biết đó. Sau này con biết hả, người ta nói người ta sợ luôn, cũng ma dữ lắm, cổ không có hiện vậy đó, nhưng mà ai yếu không dí là thấy cổ, ai mà yếu không dí là thấy cổ. Thằng em rể sao mà thằng con nhỏ em của thằng này nè đó, có chồng á mà thấy về thấy thằng em rể cũng bị cổ đè đó. Đè con biết sao không, đi ra làm sao á cho chỗ cái dừa đó, cũng hái dừa, cái dừa mà cổ thường leo lên nó xuống đó, hái dừa rồi thách thức cổ, nói chết rồi thôi, chết rồi kiếp chết kiếp mất, còn quậy phá người ta làm chi này nọ, biết về nói vậy không biết không đó. Thì là cái đợt đó là bà tám là chú của ổ thím của ông ngoại kể, về đè luôn đó con, đè giả leo lên người, giả cái mặt không, giả cái miệng sưng lên luôn, cái mặt sưng lên luôn,
nói mày mới vô chân ướt chân ráo mà mày láo khoét hả? Nói tao kiếp chết kiếp mất hả? Tao chết mà tao không mất à, tại vì tao chưa có tới số sao tao mất được? Tao vòng vòng trong nhà hoài luôn, tao không có đi đâu. Mà đừng có ai mà đời chù yếm tao ha. Bây giờ đi lỡ mã tao yếm tao cũng sợ. Tao đâu ở với mã đâu, tao chết chưa có đúng mà. Đó, thành thử tao về tao còn đi vòng vòng ngọn cây ngọn cỏ tao ở. Tao chưa có đi về đâu, chưa ngã ngủ về đâu đó. Đáng lẽ gì tội nghiệp cho tao đi. Đó, rồi con biết bên bên cổ đó con biết không? Cúng việc giới mà tháng nào cũng cúng hết trơn, cúng ngầm cái ngày mà cổ mất đó con biết không? Là mua hả ba cái nợ thiên khối á, với kinh giảng sanh á. Kinh giảng sanh là cũng như mình xuống với mình học gì con hiểu không? Để cho mình mau siêu thoát đó con. Kinh giảng sanh, còn nợ thiên khối là mình trên trần gian mình, người ta nói mình làm cái chuyện phi lý, cái thật sự như vậy. Con bởi vì người ta ưa dí câu rồi, dương gian với âm phủ đồng nhất lý con thấy không? À, sống thì ở thác thì về, nhưng mà cái nợ thiên khối mình lấy mình trả nợ cho người ta, mà để dành đó mai mốt người ta ấy mình mắc nợ mình trả cho người ta. Đó. Con biết về khóc nói với má, nói với em đó. Nói chị hả khổ lắm đó em ơi, chị chết như vậy nè, mà nhiều khi chị mà đi mà phá phách như vậy nè, chị bị đòn lắm đó, chứ không phải không đâu. Không biết đó. Nói là những người mà người ta mà cái nghiệp người ta nhẹ đó con, thì được ông hắc bạch rước đi à, biết không, hắc bạch vô thường rước đi. Còn những người mà như là mình á, cái nghiệp của mình nặng, mình còn tội lỗi nhiều á, là đầu cho mặt ngựa dẫn mình đi, bị đòn nhiều lắm, bị mấy ông đánh giả man luôn, nó tội nghiệp ha. Mình nghe nói mình cũng tội hết sức luôn. Còn á, sau này á hả, không biết xích ra ngoài chút xíu á, như cái miếng đất của bà ở rồi có một cái xẻo vậy nè đó, thì có cái xẻo là của bên cầu trúc á, bà con gì đó với con biết không, bên cầu trúc á ở đó. Rồi như chiến tranh á, đi chiến tranh mà hồi đó chưa hòa bình đó con, bỏ cái nhà đó đi đi. Rồi sau á, mấy người chỗ đó giống như người ta tải binh nè, tải thương á, qua là tải binh, ta tải thương á con, vô đó. Sau này hòa bình rồi chỗ con biết ma quá trời luôn trong cái nhà đó. Cậu Út mày xuống ngủ đó nha, cậu Út mày nè, lúc cậu Út mày với cậu Vũ mày với lại thằng Tâm 2B á, với lại Nguyên rồi nó xuống với ngủ á, con biết nằm ở trên cái vạt này, cái giường á biết không, mà tụi tôi cái vạt á khiêng để dưới đất á. Còn có Út mày thì không bị, không được, không bị khiêng để đất, mà thọt lét của Út mày. Rồi thọt lét á, chọt ở chỗ mấy cái chỗ mà cậu Út mày xăm á, chọt chọt Út mày chửi, chửi thề á. Út mày chửi, mẹ giỡn hoài, ngủ ngủ giỡn hoài, nhéo mặt cậu Út mày. Út mở mắt ra nhìn thấy cậu Út mày sợ im luôn. Út mày nói hả, hai mắt chà bá vậy nè, nó tóc quá dài vậy nè, mở con mắt ra, trợn con mắt ra vậy nè, đưa cái mặt sát cho cô Út mày là ai giỡn với mày. Cô Út mày nói, Út mày dụ dụ hai mắt rồi sợ quá, Út cái mặt sát vô cái lưng Nguyên á, không dám ngủ luôn. Út cái mặt sát vô kêu Nguyên, mới có tờ mờ sáng thôi, về mày, đụng mày về mày ơi, ghê quá đó hả. Cô Út mày về kể cho ngoại nghe, nói trời ơi mà mẹ ơi, xuống nhà chút ma giả mang luôn đó. Hỏi sao mày biết? Trời ơi con bị nè, con bị nhát nè, con thấy rõ ràng luôn á. Mà cậu Út mình á, cậu Út mày coi vậy chứ nó thấy ma thường xuyên, nó dạng hơn cậu Vũ mày mà nó thấy đó. Nó con biết mình ở nhà cũ bên bển nó cũng thấy luôn á, nó thấy luôn á. Con biết có một lần nữa nha, nó bởi vì nó xui không biết cái bản Caron để kem đánh răng, quảng cáo kem đánh răng mà con biết ngay chỗ nhà bà Sáu á,
Em chủ nhà bà Sáu, tôi còn biết sao không? Cái con đường đi lên vậy nè, cổ mà đang đứng nói chuyện vậy, bà ngoại gán này đứng nói chuyện tự nhiên nó nhìn, ôi trời ơi, làm gì tao hỏi cái gì vậy mày, trời ơi mẹ ơi, hỏi cái gì, trời ơi, nó nhìn con nó cười, tao hỏi ai cười, nhỏ con kem nó răng tao ông nội nhát tao không à, nó con nó láo mẹ, con thấy nó cười con rõ ràng luôn, tự nhiên đang nói chuyện nè, tại gì nè, biết sao không? Mẹ mày lúc mẹ đi làm á thì trễ rồi ra đứng rồi nói chuyện nè, này đưa đứng ở trước sân nói chuyện, cái cậu út mày đi đâu về cái tấp vô, giờ cái gái mày đi đâu về tấp vô, ngoại dân nè, cậu út mày gái đứng nói chuyện thì cái tấm paron treo như vậy nè, tự nhiên cha nhìn lên cái mắt cha la lên cái hỏi gì vậy cho nói hết hồn luôn rồi, biết không, mẹ con cúng tượng đi vô liền luôn, không có ai dám đứng hoài khiếp luôn. Rồi cũng có một kỳ nữa, không biết đi lên cầu sắt á, nó ngồi trên mặt cái thằng Tâm nó bị điện giật chết á, nó ngồi cho nó còn biết xui cho nó còn điện ở trên cầu sắt á, nó mát rồi nào nó giật giật nó chết á, còn nghiệp nó lắm mà nó linh lắm. Ở đây cha đi cầu bơ lơn tơn, cha đi lên cha đi mua đồ ăn, cậu mẹ tối ở đói đi mua đồ ăn, giờ mình thấy nó ngồi rõ ràng luôn, nó ngồi ngay cầu sắt luôn, là lúc mà nó bị điện dừng sao là yên vậy, nó mặc cái quần cục trắng không, nó trần cổ mày nó đi lên tơn, vừa tới gần tới nó nhảy xong có ùm luôn, là cổ mày nó tưởng là nhảy xong, cổ mày quên cái vụ mà nó đi, cổ mày trời ơi ai nhảy xong giờ này vậy, không lẽ tự giận hả hay là ai tắm, giờ không thấy ai trơn, cổ mày giỡn ốc hết rồi, cổ mày quay trở về khỏi nó mua bánh mì luôn. Hỏi anh sao vậy, nãy con đi xui thấy thằng Tâm rồi con biết ai cũng thấy nó trơn, mất cười đó vậy, ngoài kể ngồi tầm bà biết sao, bà sẽ chữa bà lên đó, bà lên bà xin số đó. Bà xin số đó, bà gái thôi đó, ai cũng cười Tâm 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 sao khổ lắm, Tâm cho bà sao không số rồi, Tâm cho bà sao không số, mai bà sao chúng bà sao mua đồ cũng còn, Tâm 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 đang lùi cùi giới ha, thằng Sơn công an á, rồi nó chộp cái trời không có không có không có, sao không có nói gì chơi con, không có nãy giờ sao không có nói gì. Bà vui lắm thầy, ngoài kể câu chuyện vậy đó có vui mà có thấy sợ luôn rồi. Chào cả nhà nha, bà chào các cháu.